như là làn da của mình bây giờ trên 40 tuổi bắt đầu nó lão hóa đi dần dần rồi, thì mình sẽ và mình hay thường xuyên đi ra bên ngoài đường rất là nhiều. Do đó mình muốn cái dòng sản phẩm là sữa rửa mặt để cho mình sạch sẽ những cái chất bụi, sau đó mình sẽ có một dụng sự dưỡng da khác là để mà dưỡng da những cái nếp nhăn cho nó đỡ đỡ nhăn lại cho cái nét đẹp của người phụ nữ mình cao hơn nữa. Chị có thể chia sẻ thêm một chút xíu nữa là cơ duyên nào chị đến với dòng sản phẩm của EV Princess, cũng như là với những người chị em phụ nữ mà chưa sử dụng sản phẩm thì chị có lời khuyên gì cho các chị phụ nữ? Cái cơ duyên đầu tiên á, là mình do một người bạn của mình, thì mới đầu là người bạn này chỉ là một cái đồng nghiệp với mình thôi, nhưng sau đó thì người bạn mình không làm việc nữa, thì mình mới ra tìm hiểu thêm về cái sản phẩm này, thì cũng có người quen giới thiệu, và khi người bạn mình ra như vậy á thì mình thấy là nó giới thiệu nó ô mày lại đây, mày sử dụng cái sản phẩm này đi, thì khi sản phẩm này khi mình sử dụng á mình cảm thấy rất là hiệu quả, tức là bẩm sinh da mình đã trắng rồi, nhiều khi mình đánh lên nó sẽ bóng mà nó mịn hơn, nó mỏng hơn, nên mình cảm thấy rất là thích. Mà ngày hôm nay mình lại thấy thêm một sản phẩm mới nữa, chắc chắn mình sẽ sở hữu cho mình một bộ. Chị cho phép Trà My hỏi nhã một chút xíu là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chị đã 48 tuổi rồi. Wow, thưa quý vị, 48 tuổi nhưng mà khi Trà My đứng gần chị thì có cảm giác như là đứng đứng một người phụ nữ không hề 48 tuổi tí nào hết, làn da rất là săn chắc. Hy vọng là chị sẽ chia sẻ điều này đến với các chị phụ nữ cùng trang lứa để có thể sở hữu được một làn da đẹp như chị nha. Nói chung thì mình cái đầu tiên là khi mình bước ra đường á, mình lên nhiều thì mình thường hay dùng sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt rất là nhiều, và khi mà buổi tối á thì mình kể có tiếp tục dùng sữa rửa mặt để máy, rồi mình sẽ dùng một cái loại sản phẩm dưỡng da ban đêm. Thì khi mình dưỡng da ban đêm như vậy á thì mình sẽ làm cho cái da mình nó có một cái sự nhịp thở rồi. Và khi sáng sớm mình lại rửa mặt thêm một lần nữa bằng sữa rửa mặt, sau đó mình sẽ dùng một cái dưỡng da ban ngày để cho nó đẹp, và sáng khi đi làm mình dùng đi một cái lớp phấn mỏng của dưỡng da. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.